សាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារទំនាក់ទំនងមិញមិនបានជួបគ្នាឥឡូវគាត់បានចាប់ផ្ដើមដឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបន្តចែកជូនបងប្អូនដែលតាមដាន SK ក្នុងនាមជាអ្នកព័ត៌មានដើម្បីនិយាយពីការពិតអូខេសួស្ដីក្មួយហើយសូមក្មួយស៊ីណុនចូលមក Okay, I'll come to you. I'm going to add you. So, today. Okay, young wrong jump and take young some lesson. I'm going to take some jump. Okay. โอเค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 โอ
17 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
ហើយការធ្វើសន្និសីទនេះបានអញ្ជើញអស់លោកអ្នកខ្លះដែលបានទៅចូលរួមប្អូនហើយអស់លោកអ្នកបានទៅអស់លោកអ្នកបានទៅបាទហើយសូមបញ្ជាក់វិញជាមួយនឹងសន្និសីទសូមជួយបាទជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជំនុំជាតិជាពិសេសលោកគ្រូកបដែលបានចំណាយពេលវេលារយៈពេលមួយអាទិត្យជាង ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដោយជាជីវប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្បូងជាមួយនឹងគណៈប្រធានតេជិតអញ្ជើញមកពីអូស្ត្រាលីជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់យុវជនយើងនៅកូរ៉េដែលបានការជ្រោមជ្រែងពីចាស់ទុំពីអ៊ំពូមីងដែលសិតសង្កេតចំណេះដែលគិតអំពីជាតិកម្ពុជារបស់យើងនេះជារឿងមួយដែលយើងសូមកោតសរសើរនិងសូមអរគុណសម្រាប់ការលះបង់នៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរួមនឹងថវិកាផងដែរបាទតកតងនឹងបញ្ហា សមាជអ្នកជាបតីនិងបាតកម្មភ្លឹងទៀនជាក់ស្ដែងណាវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍២ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់សមាជអ្នកជាបតីនេះមានន័យថាយើងចង់ប្រមូលផ្ដុំនៅរាល់គំនិតទស្សនៈការយល់ឃើញអំពីជាតិតៃកម្ពុជាដែលកំពុងតែដើរដល់ផ្លូវបំបីឬក៏ថាដើរដល់ផ្លូវទល់នៃក្រមរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងជាចេតនាជាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ យុវជនក្តីឬជាមហាជនទាំងអស់គឺចង់បានការរួបរួមនៃអ្នកជាបតីដែលមាននិន្នាការជាបតីហ្នឹងដែលស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមកអង្គុយរួមគ្នាដើម្បីរកនៅវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រទូយើងដឹងថាគោលបំណងរបស់យើងគឺចង់បានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំរដ្ឋថ្ងៃរបបមានន័យថាការគ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងមិនមែនដូររបបពីគេថា ព្រះមហាក្សត្ររបបរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខរដ្ឋហ្នឹងយើងមិនមានន័យថាដូររបបហ្នឹងឯងចង់និយាយថារបបនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជាក់ពីនឹងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យគេយកទៅចោទប្រកាន់រឿងអីផ្សេងៗមិនឲ្យដូរមេដឹកនាំប្រជាការលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះឯងអញ្ចឹងវិលមកវិញមានន័យថាយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ដែលជាអ្នកជាបតីមាននេការជាបតីហ្នឹងបានមកចូលរួមអង្គុយជុំគ្នា
hết bàn trâu dương ao mừng quây chung khnía miền tây cá bia tây đại cá rùi co ba chập ba nằng cá nè nên nề cá nề cá khoai cầm đất khnía nên nề cá nề cá liệp bò khnía nên nề cá mình nề cá mình tục chật khnía anh đại thưa với ao cầm lăng nẹp chìa bờ tay nẹp bờ trăng nè miền cá bay bạ bia thợ bay bạ nè vi mình men bay tách bị khnía nô tề miền tây cá press ram từ lơ bờ dòi bọc cốt từ lơ bờ dòi crom bạ bộ nông rung vung nên đẹp chìm tay này anh được chứ nhé dương trong ai phụ quát một chúng đi thom đá thế bị phục lô phụ bên nhờ thật đa gây thà và quan và chạm chia tùm nước hay dương ai thưa cách ca nghe chỉ mùi khí ban nhưng nào có đói bằng tay phép này ca chùm rung chùm rạc nha ca lịp bọc nha đòi mình ban dù lòng bì khí đòi mình ban khinh mục khí tôi thưa ca tự tam tại bọn internet này ấy để thưa ai mới nâng khoa ca tục chất nha khoa ca tục chất nha chào bà con khnì liệp bò khnì bằng cách bằng cô ở đây hiện nay mùi vị tết thu ấy à chỉ run này nên này ca bài bản vị ca này thu ở miền vì sao là phim thủng vì ai chiên từ đó kẻ tha rương mũi để cứu thân nạn sản phẩm này bị chết tay được chứ này khi ông khơi tha sự mất tập hợp lật tập hợp này sự mai nhập chia tay nên cứ miền phim chúc cho y khang bằng phật nó không có bận sa hay có chia rương mũi để khi ông xôm cao tả xa hay có sống ở côn nẹt để chờ rúm nông ca xã ca khi nông ca điệp chấm cướp bẹp giang nông bật được ca dập bể bảy tháng ngày này nhưng sau đây mà vẫn được dân bàn sập đang sập bách tha ở dịch đây kia tha sầm rách này ăn sầm mai bờ dương cứ dân bàn sầm rách bờ bơi chỉ mặt thủng thốn miền chỉ mặt tôi trong trong này tiền đội bóng ôn ôn chung rụng chết bàn tu sơn á bàn khơi chỉ ba pi cầm xa tam bát cầm xa này vì ăn bẹp bòn chỉ môi nứng cô ca bạn nội dụ bài nam môn đệ cứ dân đau sầm khăn từ lư ca rụp rúm nên đã chịu tại ta dương ảnh đa từ lâu nào chỉ mùi nâng khía ta dương ảnh đang thừa bệnh ban chỉ mùi khía nhưng thế khi chúng chưa tha chấp bị pê này tỏ tới sầm rap nên đã chịu tại chỉ sẽ nẹt crom nẹt bạch hang nâng ca động làm lộn sai này nâng cho từ lư cô ca rúm này để sầm lại này bên này tha nẹt đây mình châu nẹt châu mình châu nâng dương áp sầm khán này bên này tha nhóm tối không niêm chỉ nẹt xã ca động làm không ca một thì sầm ái khi nhóm ban đại lịch khách group từ kẻ thả độ tại nền địa ca cái nạn bạo chuyên mối nhóm đại group tăng áp bismarck phim ở tiêu thà nền khnông bạo sừng cừu chiết miền nền địa ca pi mở crom aso a lương ở dưới đó nước khi ông bạn đại đội lục lục phù cọ bàn chỉ được sát miền sông bay tại lục u chẩn roan lục cả ta chiu đại sông bay tại chín nẹt sông sệt chục cao ở chục sông sệt phường dụ bài binh là bọt kẻ thả bồ đoạt phía trên kẻ thả bọt chăn tiệm bọt bồ đoạt đó nè có dương nơi tại đại sự smart này là trăng thà của dương áp cam nên này càng dục bá vậy miền thái dương đại lịch khách từ tam kẻ thà chăn tiện từ tam ở đây để dương mực khơi thà quát có chỉ nợ rồi có đuổi khi này dương miền này là dương ban đại nồng niêm dương đẹp chấm dương áp đau từ lư lư crom đi tầm lẹ crom đâu có thể miền thái dương phước ở smart phía kia vẫn tại ca sầm ra chất tiết sau na đại con mình chồ rúm rồi còn chồ rúm với chỉ sự bộc cồn dương áp ai bằng không quạt bá này dương miền này thà dương phương ở vậy tập tam cô ca đã miến thì mũi kia dương phẩm mẫu nẹt rong cua nẹt rong cua cứ nẹt chìa vào tay nhau nẹt rong cua ở quạt một chung khnề chẳng thế nó bây giờ dương đại khẩn chơi mình đã khác quạt mình ai chẳng chơi máu mình ai chẳng chơi máu ban đời sao thì mua là hai tờ luôn đời sa ca cầm được cầm hai đôi ở ông cha sĩ vật thom một cao có nhóm bạn đại lịch khẩn lục phù hồng liêm có nhóm bạn đại lịch khẩn nâng bậc cô xem tiếp nhóm bạn đại lịch khẩn đây chẳng biết tha dương ban sầm ranh mà nô cướp nâng ca nẹt rong cua thằng à đầm bay ới quạt nâng cầm ới cơ thể dương đã tới quạt ai những dục lệ chào bà can dương nó không là bà can nào mùi phần tay ca mình châu rúm ca mình sỏi to bây giờ có ấy nhất vị trí sệt bọc cổ đôi chân nét nhom miên đây tha trong bà chạy mấy trong tha nồng niêm chỉ nẹt điệp chấm nồng niêm chỉ nẹt trong ở miền ca rụp rúm cứ dương bàn phơ crop ni tế vị thì đầm bay sầm rùa phần tay ca nó vẫn tiền sao được còn được nông cạnh ca sầm ra châu mình châu vì chỉ sức bọc cô được bọc 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 quả tệ được chứ nhé mình chỉ chết mình men chỉ chết được ná được bọc crom nẹt điệp trong đầu tiên à tay phần tay bọc bọc mình mang tàu chua rút bồn để chặt chay nhất tắt bát bát tàu chia từ nắp ta mùi yon ta hai rừng tập mùi hot mạnh nhóm ban khơi kéo thả flyer lịch khách bằng hoa vì việt ca xã thế nào đại miên bằng một cha sĩ sự bát thầm cao nâng lục phù hồng lim tập bất tư phụ cận ở khnết sẵn sàng tài chiết cha tôm nền dù ba chương cha đại nhóm khnông nghiêm chỉ dục chốn miên ca ao tầm lai cửa rụp nữ ca lẽ bằng pe liệt bạc quạt mình là chỉ vật trong khói nấy
កិច្ចការរបស់គាត់គឺគាត់បានបម្រើជាតិគាត់ជួយអីជាដើមគឺមានការកោតខ្ញុំគោរពដោយចិត្តស្មោះខ្ញុំមិនមានអ្វីគេហៅថាក្នុងការប្រតិកម្មឬក៏ឆ្លើយតបលក្ខណៈជាបុគ្គលទៅពួកគាត់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការវិជ្ជាសិទ្ធិបុគ្គលរបស់គាត់ទេមានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់លិខិតទៅគាត់គាត់ឆ្លើយតបក្នុងហេតុផលមួយដែលគាត់មិនអាចចូលរួមបានយើងជាការផ្ដល់កិត្តិយសមួយមកឲ្យខាងយើងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនិន្នាការនឹងការ ក្រោយចប់សមាជនិកភាពឃើញពួកគាត់បង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីសម្រាប់គេថាវេទិកាសាធារណៈដែលមាននិន្នាការក្រុមមួយដើម្បីគេហៅថាជួបជុំសំដែងសារយ៉ាងវិជ្ជាសិទ្ធិបុគ្គលដែរប៉ុន្តែយើងសួរថាតើក្នុងរូបភាពបែបនេះវាសបង្ហាប់សបញ្ជាក់ឃើញថាវាមាននិន្នាការពីរដែលមិនអាចចូលរួមមួយគ្នាបានមានន័យថាគេអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រងទៅលើក្តីសម្រេចនៃអង្គសមាជដោយសារគេមិនចូលរួមផងហើយក៏មាននិន្នាការមួយទៀតគឺដើរប្រាក់ចាក់ ចង់បំបែកខ្លួនចេញពីកម្លាំងអ្នកជីវិតតៃខ្ញុំមើលឃើញចំណុចនេះមានន័យថានិន្នាការនេះវាអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងអ្នកតស៊ូមានភាពទន់ខ្សោយហើយពួកគាត់នឹងត្រូវការមានត្រូវដំបងខ្ញុំជឿថាអាចនឹងត្រូវដំបងរបស់មហាជនជាជាមិនខានពេលខាងមុខដល់ខ្លីនេះព្រោះអីថាមហាជនគេអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបនេះទេមហាជនគេចង់ឃើញការរួមរួម ទោះបីរឿងបុគ្គលឆ្លោះប្រកែកគ្នាលោកពូហងលឹមលោកលោកសំនឹងស៊ីមានការអន់ចិត្តគ្នារឿងអីផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែជីទូទៅយើងនៅជាណាស់យើងអ្នកគ្នាគឺជាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលយើងជនរងគ្រោះហើយបែរជាយើងមិនឈរកាន់ដៃគ្នាទោះបីយើងយកតែរឿងបុគ្គលតិចតួចការមិនទុកចិត្តគ្នាយើងយកទៅជាបញ្ហាខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនគួរទេហើយណាមួយពួកគាត់សិតតាំងតែជាចាស់ទុំជាតាស់ទុំគួរណាស់ដើរតួជាគំរូមួយដល់យុវជន ខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់យុវជនខ្មែរនៅកូរ៉េដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានមោទនភាពទោះបីខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចំណុចក្នុងចំណែកនៃភាពជោគជ័យដឹកនាំគឺខ្ញុំចំណែកតូចឯងក្នុងនាមជាប្រធានអង្គការដឹកនាំរៀបចំប៉ុន្តែចំណែកដ៏ធំនេះគឺការរួមសហការការធ្វើការដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដ៏គេថាមានភាពឆ្លាតវៃរបស់យុវជនគឺជាគំរូមួយសម្រាប់ចាស់ចាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យចាស់ចាស់ទាំងអស់និយាយភាសានេះថាយើងមើលងាយគាត់មិនមែន
nên đi cá bẹm đừng ắt đấy vì miến này chỉ một cô trang ban một món trang ban tiền bị giỏi pin hết bên nó ấy đang vì miến tại tôi vì mình ắt đang không sống cung đẹp chiều tay về tay nhỏ miến này bàn tay trang mà hai đạo cha cha đang thưa mơ chỉ cùng rút đạo chủ bị chôn bong à lấy chúng ta tổng peng snow rượt say à bà rượt say đang ắt ao ý kẻ tha thưa chỉ cùng rút đâu không thưa vì lút lo ở luôn tại cà phê tổng peng bán là tổng peng đa tam nào bán miến ha à lâu ní sóc chết ở dụng bộ chôn nâng tiền dụng bộ cha mau chung khỉ mà rùm khỉ ban mà ẩn lơi còn tai miên dụng bộ cha mà cầm tiết chập đấm thưa về riêng xây mùi tiệt khi mình toàn hiện về bà ha rồi toàn soi to bắt cam từ lực làm sao này về tỷ ca sản đã bảo lộ lộ từng ao nô tê còn tai khi mình chưa chết thá vì chỉ rụp phim môi đại bằng hai nhầm pi ca mình rụp rùm khỉ chẳng lý hai đại trí bài nhà trăng thá mà chôn kia mình là ngông tê មកពីបច្ចុប្បន្នជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបពប្រឆាំងមិនល្ងងទេគេបានឃើញច្បាស់អំពីទង្វើគេបានតាមដានមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំជឿខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអស់លោកចាស់ចាស់ក្នុងមេត្តាគិតពិចារណាឡើងវិញរឿងបន្ទគុលបន្តិចបន្តួចឬក៏រឿងអីដែលយើងខ្វែងកំណត់គ្នាធម្មតាយើងមនុស្សដប់កំណត់ដប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវគោលដៅមួយយើងមួយណាគោលដៅរបស់យើងបើគោលដៅយើងរួមមានឲ្យរួមរួមអីរួមឈ្នះដោយសារមានកម្មសខាសមនសីបើ មានតែមួយក៏មិនស្ញាបើបែកគ្នាវាកាន់តែចាញ់ដូច្នេះវាមានការរួបរួមដូចយើងមករួបរួមយើងក្នុងនាមជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសកាក្តីគ្រប់គ្រងលោកសំសីក្តីហ្នឹងគួរតែទម្លាក់ចោលនៅអតីតកាលហើយយើងចាប់យកផ្លូវទៅអនាគតជាមួយគ្នាទោះបីមានការខុសត្រូវតិចតួចស្ទួយស្ដាងវាត្រូវតែមានហ្នឹងលោកសំសីក៏គាត់មិនត្រូវទាំងអស់ដែរព្រោះគាត់មិនមែនព្រះណាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើសិនយើងយកតែចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ដើម្បីមកវាយប្រ
bạn hai dương trâu cú cân ác nè bạn. À, bịch này, khang hương bạc lưng ta, bổng, sầm lên bị ở lõ, nụ. À, ta khmuôn đàn nát đà môn, cân tâm biết sầm biết khang nát đà tự khmuôn đế. Nhóm, mà tôi biết bài chí bán mình miên sử biệt nà mối tỷ lực phú, trong thành chế. Nhóm ai chì, khi ai kết thật, nhóm chì mà nụ mũi các bà rừng đấy, bởi dây phía xa sầm mái nhá phú ná. Nhóm phơ ca, mình chụp
chúng biết bầm nong, rồi có chụp chụp nong nó nằm ở nơi đây. Tụi bây khi nhóm thơ ca rõ thang ngay này, khi nhóm thơ ca nó không cao chấp này, cái nạp bạc sân phụ chít, nó nghiêm dụ bị chuẩn bản nhé. Chúi chọn khơi cao lạc đố. Khi nhóm mình thơ ca mình thật, nó không xâm biết nó nằm ở nơi đây. Vẫn đây chỉ thông ra ở viên tay nhà miếng này, ca sna, ca chọn ban, rồi bọt thả lư, chọn ảnh phương chết phương chết phương miền. Vẫn đây dương vô một thăng khai này. Mình cái đạp đọp máu dương dô thằng đọp thế, mình đã dương trở thành khai mứ phép vị trí miến, phép ảo vị trí miến xâm đạp cả đồng đoàn phớ nè lưu phú. Xâm khăn cô đau bỏ dương, dương có chi mùa nu, dương có chi sát bán mùa dương trong ban ấy ở bật bật cọc. Thì mùi, dù chết sát đáy nà, mùa nút miên cầm nật để cả đồng đoàn xem xin nè. Chẳng dương thư ấy, dương miên cô đau cô cả bỏ dương, dương miên được thi sát cả thư bỏ dương. Phù dương nâu thì tức đấy nế, dương ban score sát phép chức ban này tức đấy của rế. Chúng ta kia mình squat kia pra kia đã dựa được xa kia xe máu nhưng mình ai dựa tôi dựa bà này vì anh khó khăn này dẫn thức mình trai cao với phía xì dùm râu này nếu không cách cả đôi lực của phụ bán khơi bật đại ca đẹp bệnh bây thì ngay ní lực phụ bán khơi tôi lấy thà đậm ná cá vì tờ dạng ná nhưng chưa thay bởi mình chỉ càng nghe gì đặc nôm ở nước rộp bọn nét hay chịp xét đặc nôm nét dụ bài đã miên lên cáp xe khăn này rộp chất đó rồi nè, đầm bay một chỗ rùm quay cho mùi khí này, dì khí này, đó mình miên phạm hại cả lãng như chìa rương mùi đại dương cất thập vì mình chỉ gặp như thế. Vẫn tại, ở bây đại chúc chế bằng phát răng thà một thư phê cho bán khi nhóm xôm có đặc xa. Thì mùi khi nhóm tay nhạc khơi bật tất cả rồi bỏ vượt thông minh bỏ lục tiền xong xì tàu ná. Có thật là anh ca ná mùi cất phương cảm thi ná mùi đưa nó áp tà lăng tay chỉ đám nâng. Tay nhạc miên ca thật cao tổ. Bị bộ không bạc. Mình là bị đại cư mà kháng tiết là không bạc nâng còn ai nhận dô logo bạc ở vầy bạc hà rồi có cao tổ chữ đá mất là tờ lơ ở vầy đại quạt phơ tổng vừa đại quạt phơ. Vẫn tay một tiết bạc chữ bọn là không bật ca nâng cơ đấy mình toàn miền rừng nâng cạt lại. Nhưng có việc kết nhóm kết thà ní chí ca mùi lỏ giải dương dư lúc này. Tụ bây bì môn ca tạc nâng một thi kết thà nhóm nê chỉ mùi nâng bệnh cơ tờ tuôn bình chi bì hôn mà nát đầm bây mộc thơ bạp lục xăm xì nâng thua lúc xong xí nâng khám kê nâng xây na tiên bạc phụ na đấy miền rương nâng tăng bởi đào mà chẳng bàn tay dương mình chiên bỏ xa rái mới là vậy cứ bê bởi lê chi nạc khẩm nọt chi nạc bỏ xa rái khổ này chẳng một tôi phải cho bọn ấy đôi khi nha khi nhóm nâng phụ có ta khi nhóm miền bỏng nọng ếp xên kào phì chàng kê đụp rùm khi nhóm nâng nẹ đồ tê tiết ta miền bỏng nọng ếp xên kào phì kê bàn chung khí nê chỉ cái thà bước ra khăm ai mà rụp được cái này để dân trang sản lanh để dân trang bán ca phạm đô để dân trang bán bởi chìa bởi tay cam bởi chìa ở cổ rụp tờ lơ cô ca chạy sản lanh để dân trang bán đạp bản năng nhưng rương nó cứ chóc chọc từ mẹ tùm nông khi nhóm rồi viên lục rụp con được cái này còn ta chìa mất được hiệp bóng bổ mẹ thư ca đầm bay bởi dòi xung cung đó khả nề áp miên ếp xây về nâng bởi tay ca liếp bò tiết sau nó cứ viên là liên tờ vinh đòi xa ấy miền cầm nên là cầm mũi để kinh trong một cái riêng năng bay kẻ thả mình trong ở lục xong xì chồ rùm ai cái cháu cái ban cháu đã thả lục xong xì chồ mọi lúc này ai nâng dầm xì non thua lục xong đi không mặc kê ai na ai này chết thằng miền nữa à tại trong một chốc miền ấy miền từ lục xong xì từ tuôn từ vinh đâu kết từ chùa bom ôn không ai được từ tuôn từ vinh cứ kết từ chùa nhưng ní hay đại chi ở với những chàng bàn trăng thả dừng lực tầm lấy ao khi nét từ nhiều mộc được nóng cái cha nghe bay bật chiết bao nhiêu bà ao quân lục ก็มีนั้นมีนั้นตึกจิตอย่างไปปัจจุบันนี้แต่ก่อนฝ่ายผู้อพยพสัตว์นั่นคือผิดจุกจิกครับ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 
10 ទៅ20ឆ្នាំក្រោយកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយកម្ពុជានឹងឃើញពន្លឺនៃជាបតីពិតប្រាកដដែលផ្ដើមចេញពីយុវជននៅកូរ៉េដែលជាគំរូលោកពូចង់ចាំថាយុវជនម្នាក់អាចទាញសំឡេងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានយ៉ាងតិច5នាក់ក្នុងមួយគ្រួសារជាសំឡេងសិលឹកឆ្នោតបើយើងនិយាយពីក្នុងការបោះឆ្នោតណាដោយកាលឆ្នាំ2013បោះឆ្នោតជាតិសំឡេងគណៈបព្វប្រឆាំងគឺទទួលបានពីកូរ៉េខ្លាំងណាទោះបីពួកគាត់មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគាត់បានឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់គាត់បានបង្រៀនគាត់បានពន្យល់ទៅពួកគាត់ដែលជាអ្នកផ្កាប់មុខជាមួយនឹងគណៈបព្វជនរបស់អ្នកឪពុកខ្លះហ្នឹងជាមេឃុំជាមេភូមិផង
quạt bát tiên kháng nè, sầm đắp bạc chăng. Nhưng thế ca chọn cỏng, ca lướt đầm lầy, ca đo đầm lầy ao dụ bự chôn này, lướt tất chất ao dụ bự chôn là ca châu rùm, lướt nông cách ca này dụ bái, chìm xác nông bất tế kể này. Cứ chỉ rương sầm khăn để thả nông tầng ao thở bất đau đà đòm, hay cùng thư ao phụ kê nâng bạch bạc. Chỉ rõn này ca bằng ca trông bạc phụ miền, lúc bước mình ăn nâng, cõi sầm mái nâng miên chả nâng. Nâng miên trông lúc đây đầm bây thư ca bằng bạch cầm lăng, đầm bây bầm pinh bà chói trông mùi miền. Phần tay, nhưng chưa thật nhóm được control bàn. Còn niêm chỉ nạn đúng không? Mà nẹ, mình đã bảo miên qua tầm miên khi nhóm được không thực đầy cửa rế. Cho là dụ chân cửa rế phải mình ai nhận bạch bạc. Rồi còn mình ai nhận miên phần cả em xe như kia bị kia rụp rùm khả nế. Phần tay bảo ớt khi nhóm mình đăng này. Phần tay bảo miên khi nhóm sắp chất phương cực đẹp giang. Mình áo chờ rõn này bố rõ cửa rế, này bố rõ khám ai nửa cửa rế. Chờ rõn này nẹ và trang nửa cửa rế. Miên cả lẽ cho nâng bạch bạc. Từ lưu kê thà đám bây bấm pinh và chơi krom nam bùi nửa tế. Nhóm dịp bằng thay dựa ai bóng phóng là ai cầm bóng tù xin ai dùl bàn xì chùm rớ. Trong thạc ta cầm ná đại cầm bóng tài thư kịch ca ấy. Cầm ná đại cầm bóng tài thư ấy. Anh ấy chỉ rương mới được nhóm bàn đắng. Bạn ta chỉ chùm hô, chỉ xa thiền lạ. Chỉ chùm hô bất bất cọt bảo lục xóm xí. Nếu không tích không bãi bởi nháy. Quát ba mình chạy tập môn của lão nhỏ hỏi. Quát thà bánh hà nơi cổ rây khẳng thức bố ní. Cứ rương mô mình tên. Mình bách tiêm tỉa, mình bách tầm râu. Ao krom na mui mok chit chit mok pa pol tuk dai kare tuk nea nuk kare lai sa ni mui ban chea tha kot ban mue khoen ampi virapheap ampi phiep samaki khnie robas cholana yuvachon ni ti ni duchne khnyom knong akas ni khnyom som sa chi sathena phong dai tha os luk dai men ni dai mien nanika kompong tae chang chap krom ni bambai krom nu dambai mok trut tra pi lơ chol ra chon ngare ni som dok dai chi bantuan som dok dai chi bantuan kom oi rieng baik tuan ta baik tuan khnyom chue ta mon aich tok mok tok muot oi oi khnie meu tiet de maha chon nang khoe chbas tha nona chi nona kompong thveu ai jeung nang banhai pantae ba aich dok dai chi bantuan hai riep cham thveu kaich cha ngai dai khluon mien ham bangkat oi mien panha te chi rieng phsei pruh khnyom dok chang oi tamlai nay ca châu rùm nay ca điệp trăm bao dụng chuẩn lẽ cho đại sở lược phần màn em thế bà con khumôi con khumôi thầy giáo bồ đề giáo về về phía mũi mũi thầy nương tấp chân vua chồng vua bọc mũi chuẩn thọ nông được chưa nhưng có ban đăng 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 này dễ thì dễ thì đẹp phồn nhưng tục phèo sạch giáp nhưng mình dễ rồi tái nhưng chưa không chết rừng mũi chết ta rất tha bị bắt bị đập bom bắn vừa ตามีนกาปีรูปีรัฐาภิบาลจะแสดงในลูกปู่นกเรนี่โดยซาตาลมฮอในสไรพิบโดยกาสไรพิบมีสลบนังกาตัวเต่านังฉบับของใดนกปีนั้นได้ยื่นทวีกรรมที่ยังบ้านได้ฉบับเกี่ยอันยันเอายื่นคือฉบับนู้นให้ได้จีเนะกองปีเนะกาปีเนอร์สกามปีบ่อยยืนมีในทาฉบับคลายแต่จีรเนียงมวยในกากองปีสวัสดิ์พิบ เรื่องนี้ยังมวยกาเปียตะลือสไลพิบบะจึงยังเต้สำหรับจีกาช่วยจีประยาวมีนฉลาดจีประยาวมีในท่าทอมได้ตัวเนี่ยตัวน้องปฏิกิริจีปฏิมุ่ยได้รวมครูคลังจึงคำเชื่อยังพองจีประเสริฐคือโคเคิร์ฟได้กาคลังจึงคนสายพองยังมันไตรปุลีอัญญาทอหรือก็มหาชนดูเต้นนั่งเก็บบ้านตะตัวจีประเสริฐคือโลกปฏิเนี่ยได้มุ่งเจนิจิตสัต ก็เนี่ยฉลองกัดก็เนี่ยต่อสู้จริงกับพระคลังคลายจริงๆได้ในขนมประวัติศาสตร์บอกก็ได้ยังเต้เชื่อแต่เนี่ยตำนองการตู้เกิดเฟื่อยแต่เนี่ยตำนองประเทศของประเทศรอดหลังรอดกวาดจูบจิมฮุนเซนจิมวยพี่วิจิตรธรรมดาวันใต้สุดท้ายเราเช็คทางขนมบอกกี่กิจการบ้านไอ้วิ่งได้ประเทศกี่การเหยียบได้กิจการบ้านกุมมณีกิจการบ้านกุมมณีหรือก็จิมรุ่งเอาประเทศมวยเติร์กการบอกกุมมณีนั่นเต้ เวลากิจจังเอาประเทศมวยนั่นคือประกันช่วยบริโภคเฟื่อโดยกลุ่มรู้คนไอ้พองได้ได้จีเพียบจุกจีบบอกกลุ่นยังอันนี้วิจิตรสัจเพียบตู้เตอร์แต่ให้ได้มนุษย์ตู้เตอร์กิจจังบ้านอ่ะยังแต่เมียนในทางไม่เมียนในทางแต่แบบดวงการตู้หรือเรื่องประเทศของประเทศรอดดังรอดวิจิตรเรื่องมวยเซ็งเก็บบังฮันปีกาช่วยขณีบังฮันอยู่เพียบศาสนาปัจจัยสุดที่ประหยัดคนนิยมยืดจีได้รวมครัวแต่เกี่ยวโชคขนาดไม่ได้จีตู้เตอร์เกี่ยวโชคขังเนี่ยตุนสาวจีได้รวมครัวยัง การโจรมช่วยชีพประหยัดตั้งสมาร์ตได้ตั้งการอันตรากรมที่เศร้าได้นั่นคือคางก็ได้ก็ช่วยใช้นะยังขยมช่วงตักน้อมในตีนี้อย่าไปประมาณชั่งยำอันนี้บานท้าบ่าวขมิ้นการกองปี
ca quan trở pi khang cơ rê tế trong mình ai thuê bàn tại anh như thế những anh chia mua là hai mối để kịp chụp giấy mua là hai mối để nhóm cho nâng nâu cơ rê này anh những anh ấy đã dương trong nhóm song trong sau một chạy khơi thà cao tập pi kê ấp ban cùng riêng cùng hai cao tập pi kê ấp ban kịp sừng con dương bài chỉ kê lực thực chất chụp run cao sờ sờ một dương mình nít có chia smart đây mối đại thưa anh chụp chân mà dương miền phía là hàng đầu tiên sản phẩm cho chương là tức đây cái đấy này bạn អរគុណគុំអីសូមអភ័យទោសបងប្អូនតាមតាមខ្ញុំ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 ខ
ึกจังของพวกគាត់គាត់គាត់បានមករួមលោកសំលោកសំរឿងស៊ីទៅជាកូននឹងអពុកអពយំយំហើយក៏ទឹករបស់លោកប្របលោកសំរិទ្ធីក៏ពុតនៅពេលនោះមិនមែនជាតាមឬក៏ឬក៏ទៅជាអ្វីមួយទេតែបានដូចខ្ញុំតែចង់ឲ្យមួយបកស្រាយបញ្ហាការបាត់កម្មភ្លើងកម្មភ្លើងទីនឹងតនីជ្រុងជ្រះជ្រុងជ្រុងចាក់ដល់ទៅគុកពលរដ្ឋពលរដ្ឋនឹងក៏ខ្មែរយកទុកក៏មានតែបើជួយជួយអរគុណលោកពុះនៅសំណួរដ៏ល្អនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានរៀបរាប់បន្តិចថាបាតកម្មភ្លើងទីនេះគឺយើងធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតាក់ហើយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គសម្ព័ន្ធអធិបតេយ្យនោះទេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងណាគឺយើងបានប្រើទៅលើគេថាតុងបៈទៅលើស្មារតីការរួបរวมលោកសំស៊ីលោកកឹមសខាយើងបានបង្ហាញដោយលោកពុះដោយមហាជនបានឃើញស្រាប់តែអ្វីដែលខ្ញុំមានការក្តុកក្តួលទី1គឺខ្ញុំមើលឃើញពីឆន្ទៈរបស់យុវជនរបស់យើងបានចំណាយពេលវេលាខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកនាំម្នាក់ខ្ញុំគិតថានេះជារឿងជោគជ័យមួយដែលយុវជនរបស់យើងបានឈានជើងចូលនៅក្នុងកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីខ្ញុំជឿថាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចបង្កើតយើងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជាអ្នកបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងមានយុវជនបានឈានជើងចូលក្នុងកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងតែចូលទៅចេញពីករេនេះឯងដែលបង្ហាញនៅថ្ងៃទី20កាលពីប្រហែលមួយអាទិត្យមុននេះគឺខ្ញុំឃើញពីទឹកចិត្តស្មារតីការលះបង់របស់គាត់តែសុរគាត់ចំណាយពេលជិះឡានចំណាយលុយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះជិះតាក់ស៊ីអស់$1,000ដើម្បីមកចូលរួមអ្នកខ្លះនឹងការដែលលោកពូអញ្ជើញចប់កម្មវិធីចប់ម៉ោង10នេះមានបងប្អូនខ្លះកំពុងតែធ្វើដំណើរមកទេរហូតដល់5 6ឡានក្រុងទៀតអាបឺសធ្វើយើងធំធំហ្នឹងមកសុខចិត្តខ្ញុំខាត់លោកសំស៊ីឲ្យនៅចាំបន្តិចដើម្បីពួកគាត់មកឃើញខនបានឃើញមុខឬក៏បានជួបថារួមអពុះក៏អស់ចិត្តដែរអញ្ចឹងនេះសូមបញ្ជាក់ឃើញថាម៉េចលោកពូឃើញថាចំណាយពីទីក្រុងសូលទៅខ្វាងជូគឺចំណាយឆ្ងាយមែនទេ4ម៉ោងរាប់សិបរហូតដល់400គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងពួកគាត់នៅមកជំនាញប្រទេសគេគាត់មកចូលរួមហើយគាត់ចំណាយលុយខ្លួនឯងមិនមាននរណាទិញដូរឬក៏ក្រៅថាលោកយុវជនប្រជាជនគេតែងតែឲ្យជាសហ៊ុយឡានក្រុងអីទៅវិញមួយពីណាអត់សោះមានតែគាត់មកគាត់ជួយនៅក្នុងមូលនិធិដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីទៀតយើងគិតពិភាក្សារឿងហ្នឹងថាតើពួកគាត់លះបង់ពេលវេលាតើពួកគាត់លះបង់ទាំងអស់នេះគាត់មកដើម្បីអីដើម្បីលោកសំស៊ីដើម្បីខ្ញុំបានយឹមស៊ីណនដើម្បីលោកពូឬក៏ដើម្បីនរណាមិនមែនទេគាត់ធ្វើដើម្បីជាតិគាត់ធ្វើដើម្បីជាតិអញ្ចឹងជាតិនេះហើយដែលជាអ្វីវត្ថុអំណងដែលគាត់ចង់បានពីការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែគាត់មើលសំខាន់ថាគាត់ជាកាសលើកទឹកចិត្តដល់លោកសំស៊ីក្ដីនិងដល់គណៈបកឬក៏អសរជននយោបាយដែលកំពុងតែដឹកនាំនេះមានថាការផ្លាស់ប្ដូរទៅបានវាមានតែក្នុងគោលការណ៍ឬក៏មានតែកម្លាំងនៃសង្គ្រោះជាតិឯងដែលជាកម្លាំងធំសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងគេមកមើលឃើញគាត់មើលឃើញមិនមែនថាគាត់មកដើម្បីលោកសំស៊ីគាត់មកដើម្បីជាតិប៉ុន្តែលោកសំស៊ីគឺជាអ្នកដឹកមុខនៃការដឹកនាំកម្លាំងផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងហើយគាត់មកគាត់លើកទឹកចិត្តជាលើកចិត្តស្មារតីលោកពូឃើញហើយពួកគាត់ស្រែកដង្ហើយហៅរកការផ្លាស់ប្ដូរស្រែកទាមទារធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងជនជាតិកូរ៉េនៅគេ
គឺបាននឹងគេថារៀបការជូនបលីថាវាមានសម្លេងឡងខ្លាំងៗគេសុំឲ្យយើងជួយបត់ថយតិចតួចទៀតនេះសូមបញ្ជាក់ឃើញថាតើការស្រេកឃ្លាននៃការផ្លាប់ដូរបស់គាត់នឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាលោកសំស៊ីគាត់ស្រាប់ទឹកភ្នែកខ្ញុំឃើញខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំឃើញសូមបញ្ជាក់ពេលនេះក៏ខ្ញុំគេថាមានការកោតសរសើរដល់ពួកគាត់ណាលោកសំស៊ីខ្ញុំឃើញលើកទីមួយគាត់ស្រាប់ទឹកភ្នែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយលោកសំស៊ី
ការចូលរួមរបស់បងប្អូនយុវជននេះគឺជារឿងធំមែនទែនដែលគាត់ចង់ចាំញឹមថាបើថ្ងៃក្រោយលោកប្រធានសន្តិជោគជ័យជោគជ័យប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំគិតថារឿងខ្ញុំតែនិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នគរជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមានន័យថាយើងចង់បន្សល់នៅគេហៅថាប្រវត្តិរូបមួយសម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំស៊ីនេះអាចថាជាការដឹងគុណរបស់គាត់ជាការដូចគាត់ទទួលបានហើយពានរង្វាន់ជើងឯកជាតិនេះវាមិនមែនកើតចេញដោយភ្លាមភ្លាមទេវាមានគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តការចង់បានរបស់អ្នកបដកម្មបដកករបស់យើងជាងតាមទិន្នន័យមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែវាចូលដល់ខ្ទង់ម៉ឺនអាច10000អ្នកខ្ញុំតាមខ្ញុំមើលតែខាងសារការីចុះដែលសារការីគេចុះហ្នឹងគេចុះមុនដែលបងប្អូនមកដល់គេចុះទៅម៉ោង7ម៉ោងអីហ្នឹងគឺមនុស្សមកប្រកទុក3 4000អីឯងគេចុះ3000អ្នកអញ្ចឹងតែដល់ពេលយប់មនុស្សមកច្រើនមែនតើអញ្ចឹងទេខ្ញុំជឿថាជើងឯកពានឆាំពានរបស់លោកសំស៊ីនេះគឺជាការចង់បានរបស់មហាជនជាពិសេសយុវជននៅទៅការ៉េគឺគាត់ពេញចិត្តដោយលោកពូបានស្អាខ្ញុំសួរថាតើនរណាអាចសំជាអ្នកជើងឯកអ្នកជាបតៃគឺគេផ្ដល់ឲ្យលោកសំទីអញ្ចឹងអង្គការតូចអង្គការធំឬក៏អង្គការណាមានឈ្មោះល្បីល្បាញមិនមែនជាបញ្ហាចោលទេបញ្ហាអត្តន័យខ្លឹមសារប្រកបគឺការផ្ដល់តម្លៃការចង់បានការចង់ឲ្យពីមហាជននិងយុវជនរបស់យើងឯងដែលជាកិត្តិយសធំបំផុតសម្រាប់លោកប្រធានសំស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍នៅកូរ៉េលើកនេះគឺវាមិនត្រឹមតែជោគជ័យនៅក្នុងកូរ៉េលោកពូមនុស្ស10000អ្នកនេះគាត់បានបង្ហាញអំពីស្មារតីឆន្ទៈគាត់ចង់បានប៉ុន្តែអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតមានអីមួយទៀតគឺភ្លើងទៀនបានដុតព្រមគ្នាចេញពីអូស្ត្រាលីចេញពីអាមេរិកកាណាដាបារាំងជប៉ុនថៃម៉ាឡេស៊ីនៅកម្ពុជាមានទៀតនេះហើយដែលជាភាពជោគជ័យធំបំផុតនៃព្រឹត្តិការណ៍មហាបាតុកម្មភ្លើងទៀនរឿងនៅកូរ៉េចូលរួមប៉ុណ្ណឹងជារឿងជោគជ័យមួយចំណែកប៉ុន្តែបែបភាពជោគជ័យគឺអីការរួមសហការភ្នាក់នៃសកលលោកបានផ្ដោតនៅក្នុងទេសរយៈពេល3ថ្ងៃនេះជារឿងដែលជោគជ័យបំផុតដែលខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកនាំខ្ញុំមានមោទនភាពពីលទ្ធផលនិងសមិទ្ធផលដែលទទួលបានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនខ្មែររបស់យើងគាត់នៅតែទន្ទឹងដឹងហើយហៅទន្ទឹងចាំនៅស្ដីសង្ឃឹមនៃការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំជឿទៀតថាពីនឹងរហូតដល់ឆ្នាំចុងឆ្នាំ2019នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់កម្ពុជាបាទអរគុណលោកពុទ្ធអរគុណក្មួយខ្ញុំហាប់ឲ្យដូចជាអ៊ីនធឺណិតនោះវាអត់ work ល្អសោះស្ដាយមែនទេនៅបងប្អូនដែលស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំមិនបានហើយមុនបន្តទៅមុខទៀតតើក្មួយមានបំណងធ្វើអ្វីខ្លះហើយនឹងពង្រឹងជំហររបស់យុវជនពលករពលករណីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើអ្វីនឹងដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ក្មួយអរគុណលោកពូដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ជារឿយរឿយថាកិច្ចការងារក្នុងស្ថាប័នណាក៏ដោយយើងត្រូវតែឲ្យមានភាពរឹងមាំផ្ទៃក្នុងការបង្រួបបង្រួមផ្ទៃក្នុងគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាខ្ញុំគិតថាមានការងារច្រើនណាស់ដែលយើងជាយុវជនខ្ញុំក្តីនឹងត្រូវធ្វើពីនឹងរហូតដល់ពួកយើងមិនអាចអង្គុយបានទេយើងត្រូវតែរត់ទៅមុខទៀតហើយបើយើងមិនបើយើងអង្គុយគេដើរយើងចាញ់គេយើងនិយាយទៅតែរត់ដូច្នេះទេមានកិច្ចការងារច្រើនតែអ្នកមិនដឹកនាំអ្នកមិនដឹងទេបើអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រាន់តែជាសមាជិកធម្មតាមិនអាចនឹងដឹងមិនអាចនឹងគិតបានតើច្បាស់នោះប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំខ្ញុំជឿថាគេគិតថាត្រូវធ្វើអីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របែបណាធ្វើអីបែបណាដើម្បីបត្យកលាជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថ្នាក់នាំអញ្ចឹងថ្នាក់នាំទីសាក៏គាត់មិនដែលប្រាប់កិច្ចការជាយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចការត្រូវដើរទៅគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែរគាត់តាក់ទង direct គាត់និយាយភាសាកាទូលគាត់និយាយភាសាផ្ទៃក្នុងអីជាមួយនឹងថ្នាក់នាំអីដូច្នេះកិច្ចការផ្ទៃក្នុង
នៃស្ថាប័នមួយត្រូវរឹងមាំត្រូវការយល់យោគគ្នាដើរទៅលើគោលការណ៍រួមនេះគ្នាធ្វើការយល់យោគគ្នាចេះទុកចិត្តគ្នានេះដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីពង្រឹងនៅក្នុងកូរ៉េនេះហើយជាពិសេសឥឡូវកំពុងតែរៀបចំនៅពួកអាចនឹងឃើញពីនឹងដូចខ្ញុំនិយាយថាពីនឹងទៅចុងឆ្នាំនេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំបានសរសេរព័ត៌មានមួយថាពន្លឺភ្លើងទៀនវាផ្ដើមចេញពីកូរ៉េមានតែភ្លើងបើយើងប្រឆេះវាឲ្យឆេះខ្សោយគេងាយនឹងបន្លត់ណាចាក់ទឹកបន្លត់បានភ្លាមភ្លាមមិនអាចឆេះបានទេប៉ុន្តែបើភ្លើងវាកាន់តែឆេះខ្លាំងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមិនអាចនឹងនរណាមកបន្លត់បានទេហើយភ្លើងនេះភ្លើងអីភ្លើងនៃសេរីភាពភ្លើងនៃការផ្លាស់ប្ដូរភ្លើងនៃយុត្តិធម៌ភ្លើងនៃសន្តិភាពខ្ញុំជឿជាក់ថាភ្លើងអ្នកដែលកាន់ភ្លើងដើរសម្រាប់ទៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាភ្លើងទៀនគឺលោកសំស៊ីគាត់អាចធ្វើបានរឿងនេះអញ្ចឹងក្នុងនាមជាយុវជនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបាននិយាយចំពោះពួកគាត់ថាខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តនឹងការចូលរួមជួយគាត់រហូតដល់គេថាភាពជោគជ័យនៃអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងទេមានន័យថាពីនឹងទៅនឹងគឺកិច្ចការមានច្រើនណាស់សម្រាប់ធ្វើលោកពូមានច្រើនយើងបានរៀបចំបានលើហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បង្ហាញត្រង់ថាវិជ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំធ្វើហើយយើងកំពុងតែតាក់ទងទីមួយគឺយើងលោកពូមានអារម្មណ៍ខ្លាចទេនៅពេលណាដែលដូចខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លើកនេះខ្ញុំអត់មានបានបង្ហាញពីការទៀមទាសារនយោបាយទៀមទាផ្សេងទេវាជាចេតនាទីមួយមានអសារពលមានឆ្ងល់ថាមិនអត់ឃើញលើកទៀមទាអីបដាទៀមទាខ្លាំងបាទយើងអត់យើងដឹងថាទោះបីយើងទៀមទាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគ្រាន់តែរូបភាពមួយឯងប៉ុន្តែជាចេតនាខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំចង់បង្ហាញតែពីការរូបរួមឯងកឹមសកាសមនស៊ីកឹមសកាសមនស៊ីនេះជាអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់បានអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងបង្ហាញការរួមយើងរូបរួមហើយទើបយើងអាចអង្គុយនិយាយគ្នាយកការរួមនេះទៅធ្វើអីផ្សេងបានទៀតបើមិនយើងរូបរួមមិនបានផងតើយើងអាចធ្វើបានលើនឹងអញ្ចឹងនេះបដកម្មលើកនេះគឺបង្ហាញពីការរួបរួមមិនត្រឹមតែនៅក្នុងគោលការណ៍បដិគឺមហាជនទូទៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េអាមេរិកកាណាដាបារាំងអូស្ត្រាលីអីជាដើមគឺការរួបរួមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលរួបរួមសមត្ថភាពចង់បានពួកគាត់ចង់បានគោលដៅដូចគ្នាគាត់ពីនេះគាត់នឹងចាប់ដៃដើរទៅជាមួយគ្នាលែងដើរឆ្វេងលែងអាសាមទេបើមេទៅស្ដាំគាត់ទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងកម្លាំងនេះហើយភ្លើងទៀនមិនមែនឆេះតែទីកូរ៉េទេគឺឆេះទូទាំងពិភពលោកវាអាចនឹងរៀលដើរទៅដល់កម្ពុជានៅពេលភ្លើងទៅដល់កម្ពុជានោះហើយដែលជាលទ្ធផលចុងក្រោយដែលទទួលបាននៃការវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រជាជនថាតើលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតបែបណាអានឹងហើយដែលយើងដែលគេអាចមើលឃើញពីភាពជាក់ស្ដែងនៃលទ្ធផលនេះពីរបស់បានលោកពូអូខេអរគុណសំឡេងដែលបានត្រឡប់មកវិញដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរក្មួយបើសិនជាទៅមុខទៀតកំពុងតែដើររលូនហើយមានក្រុមចាស់ចាស់មួយចំនួនខាងបកកណេខាងមកខាងកណេមកខាងកណោះអូសទាញក្មួយតើក្មួយនៅជួរខាងណាលោកពូខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនទាន់ខ្លាចនឹងនយោបាយបើគិតតែខ្ញុំចង់ធ្វើនយោបាយខ្ញុំចង់ចូលរួមជួយសង្គមតែខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំគេនិយាយថាខ្ញុំរឹកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរឹកទេមនុស្សខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំអត់ជាប់ចំណងនឹងផ្នែកនយោបាយខ្ញុំអត់ជាប់ចំណងជាមួយលុយកាក់ខ្ញុំអត់ជាប់ចំណងជាមួយឋានៈបុណ្យស័ក្តិខ្ញុំអត់ជាប់ចំណងអីទាំងអស់សូម្បីតែក្នុងកម្មវិធី3ថ្ងៃហ្នឹងកម្រឃើញខ្ញុំថតរូបជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងថ្នាក់នំពួកយើងជឿថាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដមិនមែននៅលើឆាកមិនមែននៅនឹងជាប់ថ្នាក់នំទេអ្នកដែលជោគជ័យពិតគឺអ្នកនៅក្រៅឆាករៀបចំ control កាងនេះដែលខ្ញុំជាចរិតធ្វើការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានចំណងនយោបាយជាមួយនរណាម្នាក់ខ្ញុំឯករាជ្យខ្ញុំមានសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានគេថាភាគច្រើនអ្នកដែលមានចំណងហ្នឹងគេអាចអីគេអាចភ័យខ្លាចគេត្រូវការអែបអបគេត្រូវការលើកដៃលើកជើងតែខ្ញុំប្រាក់ដងក៏ខ្ញុំរីកគុណមកខ្ញុំអត់មានជាប់ជាពាក់ជាមួយគាត់ផងអញ្ចឹងទេមានន័យថារហូតពីនេះដល់បច្ចុប្បន្នពីនេះទៅអនាគតទៅដល់ខ្ញុំមិនដើរទៅលើផ្លូវផ្សេងដែលមហាជនគេមិនចង់បានទេខ្ញុំដើរស្របទៅតាមការចង់បានគឺការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបើនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថានៅមានចរន្ត2ទី1កម្មសកលសំស៊ីដែលរួមរួមនេះទី2គឺចរន្តមហាជននេះឯងអញ្ចឹងទេខ្ញុំនៅតែជាមួយនឹងការរួមរួមការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំអាចទៅណាក្រៅពីចរន្ត2នេះបានទេបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីចំហរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងម្ដងគេថាខ្ញុំមិនជាប់ចំណាក់ចំណងជាប់ចំណងនយោបាយជាមួយនរណាហើយខ្ញុំក៏មិនធ្វើស្ត្រូវជាមួយនរណាដែរសូម្បីតែគណៈបព្វជនមានកូនលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីក៏ខ្ញុំនៅតែរាប់អានខ្ញុំនៅតែនិយាយគ្នាដូចខ្មែរដូចគ្នា
dương bạch chăng để tu sân đã dương mình bạch chăng từ sập thì đã phần đại bậc kia trong sập nhóm đời xa nhóm bạch chăng cái anh chưa sập bậc kia dương là ai được khoa kia bán này phần ta chỉ cô cá cứ nhóm bạch dọc không ai nào sửa trở trong thời ca chỉ một khúc nên ca dùng vậy đôi lục biểu cầu cần phơi nhé lục biểu cầu cần chụp chỉ môi nâng nẹp bạch chăng ấy còn chụp chỉ môi tụt ấy tiết nên chỉ riêng lục biểu ôm mình tên đại hạ tha chỉ pháp thuật thoại dùng vậy tham ấy sập đập không ai bảo dương phù dương mình ai có năng quy nhâm cà phê một khía thoát một khía dương trao khía tha các bạn chia các bạn mười pí vì chỉ riêng môi đại đại khô khô khâu nào trọn mình tên nhắn tới nhâm khơi ra pháp thuật thoại tham ấy nên nẹp dùng vậy chỉ ngon tham ấy cứ bắt âm trên phù dương này anh để dương che bao chật tử lý này gì khía dương chulu khía nâu lưỡi tóc được không ai không sợ mà những dương chulu khía dương ấy dương đã lưỡi tóc như vậy khía cho pí nó kinh mật tập hiệp lý hại đại nhâm cần đại nhâm nâng châu luôn chỗ này chỉ muốn nâng nền nhiều bài chúng đoàn tham ấy đồng mà các ở miền bắc bắc thoa tham ấy muốn nền nhiều bài cầm chia đồng bây giờ lại chỉ cùng ru muốn nông đồng bọn là xin rồi có cả đại chi còn lúc đại kia tôi scroll thả cầm chia cứ chia bớt đi muốn cùng ru này kẻ thả cả vừa nhiều bài thì nhóm chỉ cái đây sẵn cơ mặc nhau là phù bạc con khmu ya đòi khi nhóm bạn tàu Korea bây giờ đọc ngày chiến khi nhóm bạn sự kết khởi khmu ấy thưa cả một miền nhật hải hot phong ca nghiệp luôn anh tôi luôn phong hai có tự chặt chay cái nông cái nọ cá bắt cái cam phơi tiền nấu sơn sắt phong ca sự kết bao phủ phủ đi dây từ trăng mình bạch liệt liêm thế cứ khâm mũi mình chi chờ được bao khâm mũi phủ vô thập khâm mũi mình chui chết ép ốp nhẹ thông thưa kịch cá cứ sầm rập sầm cốt chìt phủ sầm sờ sáng hai đi dây từ trăng cứ phủ sơn lan chờ được nữa này phủ ở chui chết anh em bận đâu bận nào đây nhi chia chấm xong giờ sai khâm mũi từng ó khné này hay chia sẻ khâm mũi đại nào cô rể đại miền phía trục chế có đại sai khâm mũi và tết chết đồ ban miền ban có đại sai khâm mũi chấm lần cày này anh mình mến cha muốn tê cha muốn chơi chơi rồi tại bồn sạ tê bậc miền bồn sạ ôm trong tàu thơ tê thơ hái tôi chơi khné mùi ố tập bánh anh thông anh tôi clean thông clean tôi trong cui chết lục và thiên ó khi mưa tàu ạc rộm mưa này nó dễ chom bà xong dễ trong hai muốn mà chọc ta khmui miên bị ở vầy bà đại bà đam đó là bóng phôn khmai để tam đàn SK Media để cầm phong tài lai nâng cầm phong tài bọn to thư chứ mùi khmui dụng chuẩn tiếng ó chỉ bà xe SK ban chô ruông sẽ cắm có ó con khmui để chui control SK chun đầm nà group bê vô lý ai riệp chom ai SK thư kết ca đồ bò hà SK đầm bây bọn to sai bà tòa cái đây ai thưa các ca khán ông sùng cung du bộ chuẩn tiếng mưu nộp tịch cô rê khán tổng bà xôn khu mùi bằng tóp trả lời tóp mà nâng miên bị ở vầy phá đại phá đám đó bóng phá ôn tiếng ọt để tạm bạn ai khê bà xâm chí bà chỉ trong cái nhưng bà xôn ọc quân lục bù đại bàn chìm xe cáp sắp sai chanh bị kể đến cư chì chùm này thiếp chúc chây này rất cả bây khai này kể đến có chì chùm này thông bùi rô bà lục bù bằng đây nâng xã bà lục bù đại bàn mọc kể thà bất do rụp hiệp video đối với trai ở mặt trôn tự bản tu sơn à nên chia đầm nang cầm cang như sông ốc quân lục phú nâng cầm cang lục phú hay chỉ biết xe sông ốc quân đà bản đa Esra trôn bản đa cái nắp phu tung ốc đại bàn chấm nai tây bưởi liền bên một chỗ rúm nông nông cách ca ông sông mai cái đôi chim hà bản cam phượng tiên nông nông bật cờ đấy là được tự bản chụp chạy ca chụp chạy nó này cứ khiêm sông chạy đầm lệ cái đó bóng phun ở kia ở bàn cục này chỉ biết xét xôm ocon từ đó bóng ôn ông phùng minh chặt tôm nấu tu tiếng sắc cả lục tại đây trai đây cứ ông phùng minh bóng ôn đời xa smart isna chiết bàn chuỗi vật thầm đôi bật cái bay ngay này bật cái tới chụp máy trai nữa hay nhóm ai cứ thà chỉ mình không biết làm thầm tạm bật được vụ ăn cà phê từ bóng cứ ăn miên lôi mà rồi bóng admin thả bạc xuống bay một đôi nó không luôn này mình thấy chỉ thom đá bây giờ dùng bạc cầm thì mình đóng cứ cà rê giống kia bị xem chết nhóm bàn snai kia đến đây này cũng không thả bạc ở đại địch thật snai sống thả bạc chơi thả bạc mình snai sống chơi thả bạc xem chết mình nẹt một đôi là nẹt được một bán và một bán thật bay bốn nẹt thì lực này đời xa miền đất này càng không nâng nẹt khác có kia mình bên chết mình ấy mười pí nâng group bắt đây bạn có nhóm nào đây các bạn tham mình ai ăn miên lôi chuỗi nhóm nhóm nơi đây và căn nơi chúng họ thạc nhóm là vừa bàn chụp chế chắc là anh bên được vậy là những phơi từ lớp và giỏi luôn tê và đá chuỗi
និយាយដល់ភាពជោគជ័យខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកបងចាណែតសេងដែលជាប្រធានចលនាបណ្ដាស្ត្រីបណ្ដាសកលនៃគណៈបក្សសង្គមជាតិបើគ្មានគាត់តែជាកម្មវិធីរបស់យើងមិនអាចដំណើរការទៅលូនបានទេគ្រាន់តែគាត់ស្ថាប័នគាត់មួយគាត់នាំថវិកាពីបងប្អូនសប្បុរសជនទូទាំងពិភពលោកដែលជួយតាមរយៈគាត់មកជាង $100,000នឹងអត់គិតពីការចំណាយតខ្លួនរបស់គាត់ម្នាក់ម្នាក់ផងគាត់នឹងគាត់ជួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាង $100,000ថវិកាទាំងនេះបើអត់គាត់គឺមិនអាចជោគជ័យបានអញ្ចឹងជាគុណសម្បត្តិមួយធំធេងធំធេងមែនទេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺមានអំពូមីងមកក្រៅប្រទេសហ្នឹងចេះជួយជា private ជាបុគ្គលទៅតាមកញ្ញាសុផលអីជាដើមដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាហ្នឹងគឺគាត់ជួយអញ្ចឹងហើយបានថាដោយលោកពូបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានភាពសុខស្មាញទោះបីខ្ញុំមានតែខ្ចីគេទាំងអស់អើយយាយទៅក្នុងទីបាទខ្ចីជាពាក់ការ៉េសិនកន្លែងជួលឡានជួលអីគឺចាំចប់តាមទូទាត់គ្នាឥឡូវទៅទូទាត់គ្នាហើយបើសិនមិញទេបើសិនមិញចំណាយអស់ជាងប្រហែលជាសរុបតែខាងការ៉េហ្នឹងអស់$20,000$20,000ហើយនៅកិច្ចការនៅខាងក្រមធ្វើអីកន្លែងគេងកន្លែងអីមកកណោទៀតមិនទាន់បុកសរុបប៉ុន្តែមិនអីទេខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមិនចូលលុយក្រមទេមិនចូលលុយដើមទេអាចនឹងទប់ទល់បានតែខ្ញុំវិភាគមើលប៉ុន្តែចង់មានថាចង់បង្ហាញថាយើងនឹងធ្វើទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជូនឲ្យអំពូមីងឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាចំណូលចូលប៉ុន្មានចាំមានអីខ្លះនឹងជូនជាសាធារណៈនៅពេលក្រោយដោយសារតែក្រុមការងារគាត់កំពុងធ្វើការគាត់ធ្វើរវល់ផងអញ្ចឹងមិនទាន់ចប់ឬអាចជាងទេប៉ុន្តែចង់ស្រង់វិញថាដោយសារការចូលរួមរបស់បងប្អូនមិនមែនចង់លើកតម្កើងតែបងចំណែកមួយមានថាបងប្អូនតៃដែលខ្ញុំមិនបានបង្ហាញឈ្មោះក៏គាត់ជាចំណែកមួយនៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីបងដែរមានថាការជួបជ្រែងទាំងគំនិតទាំងទស្សនៈទាំងថវិកានេះឲ្យជាភាពជោគជ័យមួយសម្រាប់យុវជនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវនឹងចែកជូននូវភាពជោគជ័យនេះជូនទៅដល់បងប្អូនជុំជាទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់នៅកែវថាកម្លាំងចិត្តការលើកទឹកចិត្តការជំរុញគ្រប់យ៉ាងទើបធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងមានភាពរឹងមាំហើយក៏វាជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែលយុវជនដើរទៅមុខទៀតដោយភាពរឹងមាំនិងទុកចិត្តបានលែងភ័យព្រួយរឿងថវិកាលែងភ័យព្រួយរឿងស្បៀងឯងដោយសារតែឲ្យតែចេញធ្វើកម្មវិធីថ្ងៃខ្ញុំជាថ្ងៃក្រោយឲ្យតែខាងករេប្រកាសធ្វើសកម្មភាពអីមួយខ្ញុំជឿតែលុយធ្លាក់មកហើយលុយធ្លាក់មកមិនមែនគេយកមកអីមិនមែនយកមកខ្ញុំទេបាទយកមកធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍រួមរបស់គ្នានេះហើយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាពីពេលនេះទៅគឺមានផ្លូវមួយសម្រាប់យុវជនរបស់យើងធ្វើការដោយលែងភ័យរឿងថាវិការខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្មែរជុំរួមជាតិនៅលើសកលលោកថ្ងៃក្រោយយុវជនយើងសូមប្រមាណក៏បានដើម្បីមកធ្វើកិច្ចការតែបុគ្គលបែបគេមិនអោយប៉ុន្តែបើមកធ្វើកិច្ចការគេនឹងជួយហើយនេះជាគេថាសុតិធិនិយមដែលខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយនឹងមានភាពប្រសើរនៅការដឹកនាំបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមចែករំលែកការជួបជុំទាំងអស់នេះជូនដល់ជុំជិតទាំងអស់ទូបីអ្នកមិនចូលរួមអ្នកដែលបានចូលរួមក្តីគឺភាពជោគជ័យនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៃប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកប្រឆាំងគឺជាជោគជ័យរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណលោកពូអរគុណមុនបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរក្មួយសូមឲ្យក្មួយមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងកិច្ចការរបស់រុកស៊ីហើយមានសុខភាពល្អក្នុងនៃជីវិតក្នុងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសក្មួយៗយុវជនយុវនារីទាំងអស់ដែលបានជួបខ្ញុំនៅទីទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានស្គាល់ខ្ញុំជាច្រើនអ្នកហើយខ្ញុំរីករាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់ខ្ញុំជួបពួកគាត់ខ្ញុំមានភាពក្តុកក្តួលអាណិតគាត់ហាក់បីដូចជាឈាមជឿតែមួយចេញពីផ្ទៃជាមួយគ្នាគឺជាជាតិខ្មែរដូចគ្នាដូច្នេះសូមអរគុណក្មួយហើយសូមជូនពរក្មួយមានសុខភាពល្អទឹកចិត្តនៃស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងគាំទ្រទាំងអស់អ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងអរគុណក្មួយហើយសូមលាដោយអរគុណលោកពូក្មួយជូនពរលោកពូដូចគ្នានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសុខភាពល្អហើយនៅតែបន្តខែថាជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនពីនេះរហូតដល់អនាគតដើម្បីក្លាយជាឆ្អឹងខ្នងមួយនៃទុកយុវជនរបស់យើងឲ្យដើរទៅតាមផ្លូវត្រូវឲ្យដើរទៅតាមចរន្តនៃការចង់បានរបស់មហាជនដើម្បីក្លាយជាចរន្តឬចលករនៃការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាមួយនាពេលអនាគតសូមអរគុណលោកពូសូមជូនពរលោកពូមានសង្គមនិងមានសុខភាពល្អជានិរន្តរ៍បាទក្នុងមួយម៉ាត់ទៀតខ្ញុំសូមផ្ដាំក្មួយៗទាំងអស់សូមកុំស្ដាប់អ្នកពីក្រៅពេកអ្នក
ឧទនេះឧទនោះគុំសូមគុំស្ដាប់ឈួរជំហួរដោយខ្លួនឯងជាតំពាំងថ្មីជាតំពាំងដល់ល្អមិនមានតំពាំងស្អុយទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគុំស្ដាប់ក្រៅពេកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ជាតិគឺត្រូវតែធ្វើសូមអរគុណបាទជម្រាបលាលោកពូបាទ